hội thảo với mục đích trao đổi những kết quả nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS viễn thám, RF, hệ thống định vị toàn cầu, GPS, máy bay không người lái, UAV, và trí tuệ nhân tạo, AI, trong quản lý tài nguyên và môi trường, nâng cao năng lực ứng dụng các công nghệ này trong quản lý nhà nước, giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong bối cảnh chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số. Phát biểu khai mạc hội thảo GFTS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, Nghị quyết số 18NQ-TW đã nhấn mạnh, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất, làm cơ sở để cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển của hệ thống thông tin địa lý GIS, công nghệ viễn thám RF và hệ thống định vị toàn cầu GPS đã mở ra nhiều hướng ứng dụng trong nhiều ngành khoa học và công tác quản lý, đặc biệt đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Việc sử dụng công nghệ tích hợp dữ liệu hệ thống thông tin địa lý, viễn thám, hệ thống định vị toàn cầu cho phép tạo nên một giải pháp cập nhật, xây dựng dữ liệu, phân tích biến động hiệu quả và hỗ trợ ra quyết định nhanh, trên phạm vi rộng với giá thành rẻ nhất so với biện pháp truyền thống trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. GFTS Nguyễn Thị Lan cũng cho biết, để thích ứng nhanh, kịp thời và hiệu quả với trong bối cảnh đất nước, các bộ ngành chuyển sang nền kinh tế số, kinh tế xanh thì đào tạo nguồn lực con người có ý nghĩa then chốt quyết định. Với quan điểm đào tạo nguồn lực chất lượng cao theo hướng phát triển bền vững, kinh tế số, kinh tế xanh, Học viện luôn sẵn sàng đồng hành cùng với các trường đại học, viện nghiên cứu cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa phương, doanh nghiệp trong công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức triển khai các hoạt động cùng doanh nghiệp, các địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý, GIS, viễn thám, RF, hệ thống định vị toàn cầu, GPS, máy bay không người lái, UAV và trí tuệ nhân tạo, AI.